Nước lũ trên sông Hồng đoạn qua Lào Cai bất ngờ lên cao đột ngột từ hôm qua, cuốn trôi và làm hư hỏng một số thuyền bè neo đậu hai bên bờ sông, ngập úng nhiều diện tích hoa màu. Trong khi đó, khu vực hạ lưu sông Hồng hiện nay lũ đã về nhưng không gây ảnh hưởng nhiều. Vào lúc 8 giờ sáng nay, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai đã rút xuống 1,4 mét so với mức lũ cao nhất ghi nhận được vào lúc 14 giờ hôm qua ở mức 81,5 mét. Nguyên nhân lũ rút nhanh là do tại khu vực này đã không có mưa, thời tiết lạnh, khô ráo. Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, phía Trung Quốc đã ngừng xả lũ, lưu lượng nước trên sông Hồng hiện ở mức khoảng 1.200 mét khối một giây. Trái ngược với hình ảnh khu vực thượng nguồn, vùng hạ lưu sông Hồng vẫn một vẻ yên bình. Do nhiều năm không có lũ lớn, nên người dân sinh sống bằng nghề trải lưới không mấy quan tâm đến thông tin này. Đi cho vào bờ, bám sát bờ là hơn hết, toàn bám bờ thôi. Chứ còn thì cơn nghe bão, nghe đài báo cho cái thì là vào bờ. Nước cạn thì bà lại cho ra. Thì neo đậu thì là cái tài sản của bọn anh phải bảo vệ của bọn anh thôi, chứ còn ai lo nữa cho anh. Ngay từ đầu mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã thông báo về công tác chuẩn bị cho mưa lũ. Có lẽ bởi đặc thù và điều kiện sinh sống khá đặc biệt ở khu vực này, nên người dân sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi đều đã có phương án bảo đảm an toàn đối với tài sản của gia đình. Chúng tôi đã nghe thấy chính quyền địa phương và ở biên xã đã thông báo về đây khoảng mấy ngày rồi. Và gia đình chúng tôi đã có biện pháp để phòng chống bão, như là các cây ăn quả chúng tôi rào chắn cho nó đỡ đổ. Còn cây ăn quả mà đã chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch thì chúng tôi đã thu hoạch đầy đủ. Hôm nay, lũ trên sông Hồng đã rút, hiện chưa ghi nhận được bất cứ thiệt hại nào do lũ gây ra. Tuy nhiên, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời di dời đến nơi an toàn.